hai sinh nhật em á nha anh. Anh làm sao anh làm nha anh. Chứ năm rồi hai sinh nhật em không có quà luôn đó. Biết rồi. Ủa mà chừng nào tới sinh nhật của em ta? Thấy chưa? Tới ngày sinh nhật vợ mình mà cũng không nhớ nữa. Chứ một gùi bên trái bên phải là nhớ liền à. Mấy ngày tiền ra không kêu người ta nhớ. Em ơi là tới rồi đó. Muốn tặng quà gì? Ai biết không? Trời ơi, tự nhiên tặng quà ông hố tôi. Tặng bông, tặng quần áo thì nó thường quá. Hồi năm nay năm xui của em, tặng đồ phong thủy được không? Ừ, cũng được. Em mặn gì? Anh mua sim cho em, anh quên hả anh? Mạng Mobi. Mạng ngũ hành kìa má ơi. Mạng thủy. Ờ. Trời ơi em. Thằng Long chồng con Hạnh. Gì? Rồi sao? Rồi ông đỡ nó đi đâu vậy? Tính đi mua quà sinh nhật nè. Mà ra nhiều chuyện với em rồi cái mới đi được. Ông rảnh quá. Chuyện ta kệ ta đi. Tối ngày nhiều chuyện. Chuyện gì kể nghe coi. Thằng Long chồng con Hạnh nó bỏ vợ nó đi mất tiêu rồi kìa. Thiệt hả? Nói láo em chi. Tao đồn sùm ngoài chợ kìa. Trời ơi vợ nó năn nỉ, nó quay lại quá trời năn nỉ luôn. Mà nó đi cứ đi à. Trời ơi, thằng chồng nó tàn ác dữ hả trời. Ôi tàn ác vậy em ơi. Em có thấy ai mà ra tù rồi mà còn muốn vô lại không? Đi được là cái đi luôn à. Thôi mệt, chuyện ta kể người ta đi. Ông đi mua quà kìa không lo. Vô duyên thôi. Khi người ta kể đá rồi chữ. Đi ra. Chị hai ơi. Đây nè, cái gì vậy? Ủa, em mới thấy ông anh hai đi đâu vậy chị hai? Ông đi mua quà sinh nhật cho tao đó. Gì? Bữa nay sinh nhật chị hai hả? Ừ, ông nói năm nay năm xui của tao. Ông đòi tặng quà phong thủy, chắc chạy đi kiếm mua rồi chứ gì. Chị hai sướng thiệt. Ai như thằng ghê cũ của em. Nói tới là mắc chán. Ghê cũ mày làm sao? Thì năm ngoái sinh nhật em, nó cũng đòi tặng quà em phong thủy gì đó. Em mặn quả, nó tặng em nguyên cái bếp ga mini luôn. Thì cũng ghét không? Ồ, gì thằng ghê này vừa dở rồi. Anh hai mày tinh tế lãng mạn từ hồi đó giờ tặng quà tao chưa bao giờ tao chê. Anh hồi nào cũng về nè, quà không đẹp thấy sợ. Em ơi. Ủa, về sớm vậy ta? Quà tới, quà tới. Đi 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 đi. Tới, quà tới. Vô rồi, vô rồi. Ủa? Từ quà tôi đâu? Thì nè, Mạnh Thủy tặng nguyên thùng nước đúng bài. Rồi đi che hàng gạch cũ của em luôn hai ơi. Ông để dành thùng nước đó ông uống luôn đi. Đúng Mạnh Thủy mà trời. Ông đứng đó nữa hả? Rồi ông ơi, thùng nước không ngủ luôn đi nghe. Mày nữa. Gì nữa? Cái miệng mày xui hơn gì nữa. Tự nhiên bị chữ trời.